Tin chơi gì đó con? Hôm nay ngày chủ nhật chơi cái gì? Ngại lâu rồi không lên sóng của bố nên ngại à? Con không chào các bác à? Hả? Con chơi nha, chơi để bố xuống bố nấu ăn nha. Bye bye con. Bye bye bố đi con. Con theo bố đi ra đây à? Con ơi. Chả gánh lơ này. Tin ơi. Tin. Đó là thịt gì vậy Tin? Thịt gì con? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay về trở về với cái channel Cuộc Sống Cao Nguyên của gia đình nhà Cuộc Sống Cao Nguyên các bạn nhá. Và anh Tin anh đang quậy. Anh đang giả ớt các bạn này. Thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật nên anh Tin được ở nhà quay video với bố đây. Ui trời ơi, ăn miếng bí vứt luôn ở đây. Mình chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm thịt ba chỉ một nắng hoặc là thịt thịt heo một nắng cũng được, thịt ba rọi một nắng cũng được, đều nói được hết các bạn nhé. Thì ở đây mình có nhiên liệu là tỏi, hành, ớt và một ít sả. Thì thịt ba rọi này là hôm nay mình đi mua này, người ta bảo là heo sạch cho các bạn tranh nhau mua đây. 100 ngàn một ký đây các bạn ơi. Mình mua đây là một ký để mình làm xong rồi mình phơi nó lên. Thì có khách tới ấy, là mình sẽ mang ra nướng hoặc là mình bỏ vào bếp mình chiên với dầu, đều uống rượu uống bia được các bạn ạ. Thì hôm nay ngày rảnh rỗi mình mua miếng thịt heo này cũng khá là ngon đấy. Thì là ngon không các bạn? Và mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn cái cách mà ướp gia vị. Ôi giời con đừng nghịch nào. Cay đấy, cay đấy, cay đấy. Mình chia sẻ với các bạn cách để mà làm cái thịt ba rọi một nắng các bạn nhá, để khi có khách mình mang ra mình nấu rất là ngon luôn đây. Ngon không các bạn? Mình bây giờ mình sẽ đi làm sạch, sau đó mình ngâm với nước muối các bạn nhá. Anh Tin đóng phế với bố nghịch quá, cay đấy con đụng tay vào đó là cay lắm đấy. Mẹ nhung nhìn con này buồn cười quá. Như cái ông nông dân á, in để lát bố quay lên cho các bác xem nhá. Đây các bạn, mình rửa sạch cái thịt heo, mình cắt lát nhỏ nhỏ thế này này, để lát nữa mình treo thế này mình phơi nắng các bạn nhá. Cay tay ở đây các bạn, xong mình làm này đó. Con kia đi ra cho bố quay nào. Cái thằng loanh chanh này, lấp chớp này. Đó các bạn nhá, mình để thế này mình treo lên này. Thì bây giờ là mình ướp, à quên, mình ngâm qua nước muối đổ khoảng 5-10 phút gì đó. Đấy mình bỏ muối hạt vào đây mình ngâm các bạn. Còn bây giờ mình sẽ đi giã mấy cái gia vị này nhá. Đây các bạn, khang khang khang. Trong này có sả này, ớt này, hành khô này, tỏi nè. Úi giời ơi, bây giờ mình sẽ bỏ một số gia vị vào đây để mang đi giã các bạn nha. Làm cái muối ướp, nhưng mà khi mà mới làm xả xong đã thấy thơm lắm các bạn. Đây các bạn, mình bỏ một ít bột nêm. Không cần bỏ nhiều đâu các bạn nha. Mình không có bỏ muối đâu. Để khi mình ướp là nó vừa vừa phải thôi. Chứ xong rồi mình khi mình ăn mình còn chấm nữa mà các bạn. Thêm xí nữa. Đừng có mặn quá các bạn ạ. Mình ăn bò một nắng đồ nó cũng không có mặn đâu. Đây. Bột ngọt. Một tí bột nêm, à quên một tí hạt tiêu bắc, quên mất. Dạo này bận quá các bạn ạ. Làm việc bận quá không ra được video đều. Đấy, hạt tiêu bắc thêm tí nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ mang đi giã nha. Pop 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 pop, giã nhỏ ra các bạn. Anh Jin của bố đã dậy. Mẹ Nhung đang lượm rau. Bố thì đang làm bò một nắng. Sợ anh Tin kìa. Thằng Tin lách tách của bố kìa. Rồi bố đi giả nào. Bập bập nào. Con ra đi, con ra đi. Ra đi bố giả nào.
Thơm mẹ này. Tín ơi, thơm bố cái. Không thơm luôn, phải cá lóc nhỉ. Này à, nhạt nhạt thế mẹ nhỉ, giống như ăn bò một nắng đúng không? Tin cũng giả hả? Mẹ kìa, mẹ nhìn tin có mình tin thôi. Này ướp được chị ạ, lấy được chưa? Được đấy nha, 10 phút là ok lắm rồi đấy. Ủa xong cái này xong ướp, ướp xong rồi lấy móc, móc lên. Mẹ nhìn. À, thịt heo á. Có làm thịt heo để mai mốt có khách ăn nhá. Tin nhá, tin nhá. Này mà mốt mang ăn nướng cũng được các bạn, bỏ lên chim cũng được, ôi trời. Bỏ lên chim sơ lên ăn cũng được, cái bò một nắng ăn rất ngon, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái heo một nắng này. Ừ, heo một nắng đó, cay lắm. Trời ơi, con để in cho bố. Đây, đây các bạn. Mình giã xong rồi này, cái hỗn hợp mà gồm có tỏi, xả, ớt, bột ngọt, bột nêm, hạt tiêu bắc đã xong. Bây giờ là mình sẽ đi làm lại thằng này, xong rồi mình ướp cái gia vị này vào các bạn nhá. Ướp lên xong rồi mình treo lên, phơi. Bên làm gì vậy? Cái tay này bố gõ cho cái này. Úi, gì này? Gì là hả? Xin chị theo. Ờ, chị theo con. Chị theo con thôi đấy, con đi ra đi, tay bẩn mà. Cái giả vờ là... hỏi tay thì sờ đấy. Tin lắm. Giả vờ hỏi xong tay thì sờ. Nghịch ngợp ghê lắm cái anh này. Cái anh này này. Đây các bạn, xong rồi này. Giờ mình sẽ bỏ cái hỗn hợp này vào trong để mình ướp cái gia vị này các bạn nha. Thơm mẹ nhỉ. Giống như muối mọi ấy nhỉ. Ừ, mùi giống hệt muối mọi. Con. Đúng rồi, thịt heo con. Con anh canh quá thì bố làm nào. Rồi, đảo đều lên. Thôi, mình sẽ là dùng tay mình bóp các bạn nhá. Ước khoảng bao nhiêu phút mẹ? 30 phút. Xong rồi treo nắng nghe. Xong rồi bỏ tủ lạnh hả? Bỏ ngăn đá. Ờ, lúc nào có khách đến là mời mang ra. Một nữa là nướng. Bỏ vào trong cái bịch gói là ăn một lần ăn. Chứ gì nữa, bỏ bịch gói xong rồi bỏ tủ lạnh. Giả dụ khách nhiều thì mang nhiều bịch ra chin lên hoặc là nữ em nhỉ. Ôi trời, chin lục máy quay của bố. Sau ấy là bỏ nướng nhỉ. Nhà mình đã còn miếng bò một nắng nữa, hôm nào ăn nhỉ. Mẹ nhỉ, ngon thật đấy. Cái này xong rồi làm muối mọi chấm nhỉ. Đấy các bạn ơi, thơm lắm nè. Mình các mẹ cho bố xin một ít bột nghệ đi mẹ. Mình sẽ bỏ một ít bột nghệ nữa nhá các bạn nhá, tinh bột nghệ nữa để cho nó vàng cái thịt cho nó thơm đẹp. Rồi mẹ cho bố một ít, ít thôi. Xít nữa, ít nữa. Ít cho một tí có màu thôi mà. Xí thôi. Để mình xem nào. Cho cái màu nó màu vàng nó đẹp thôi chứ còn không còn nhiều đâu. Cái này là tinh bột nghệ thì nó còn ít hăng các bạn nhá. Tí nữa. Rồi, ok. Gừng đấy, giờ gừng đấy. Thôi được rồi, không cần gừng đâu. Bố bỏ xả đồ ở đây rồi. Bố còn không thích mùi gừng lắm. Rồi, màu vàng vàng này các bạn này. Bây giờ mình sẽ để ướp khoảng 30 phút các bạn nha. 30 phút xong rồi mình sẽ mang đi treo. Và thưởng thức cái món bò một nắng này. À quên, heo một nắng nha. Cứ nói lộn này, bò một nắng, tin tin nhỉ. Tiền đâu mà ăn bò bây giờ. Đây các bạn, sau khi mình ướp độ khoảng 30 phút thì cái thịt này đã ngấm hết cái gia vị rồi các bạn này. Mình bây giờ mình sâu nó sang những cái này để mình mang đi móc mình phơi các bạn nhá. Ok, đấy, móc cái này là mang đi phơi các bạn.
heo một nắng. Này ngoài Tây Bắc là làm nhiều lắm mẹ nhỉ. Tây Bắc Gia Lai. Bò một nắng thì nổi tiếng rồi. Cho một nắng hả? Đã bố có. Cái gì? Mực một nắng hả? À đúng rồi. Mực một nắng khá là ngon rồi. Này xong rồi làm muối mọi chấm ngon lắm các bạn ạ. Đúng rồi con. Ê, con đi ra đi, con đi ra đi. Sao con lại đứng máy quay kìa? Con đi ra chỗ khác nào. Đấy, đưa cho bố. Để bố làm nha. Ôi trời ơi, gì tin à. Tin là mình quay quay góc các bạn ạ. Hơi bị hiếu động. Hơi hiếu động nhỉ. Rồi, ok. Mình mang đi phơi các bạn nha. Đây các bạn, trời khá là nắng đấy nha. Wow, mặt trời này. Úi giời ơi, mặt trời này. Này, phơi đá lắm các bạn ạ. Đấy, mình mang ra mình phơi cái chỗ cây phơi đồ trên này. Mình phơi cái chỗ nào cánh tránh kín mà con rùi xanh các bạn nhá. À, trời nắng thế này chắc là không có đâu. Wow. Rồi, mình sẽ cầm nó lên. Móc nó lên đây các bạn. Bùm. Thịt heo một nắng đây. Cái món này mà nhậu thì đúng ngon lắm này. À đây. À, cho một gian thế này luôn. Đây các bạn, mình móc xong rồi các bạn này. Đó, thấy chưa? Thì trời ơi, nắng quá. Ừ, đi vào con đi. Để thế này các bạn nhé, từ giờ bây giờ là khoảng 10 giờ, 9 rưỡi 10 giờ thì đến chiều tối khi hết nắng là chúng ta mang vào. Chúng ta sẽ mang cái này đi nướng hoặc là bỏ lên chiên sơ để ăn các bạn nhé. Đây gọi là heo một nắng, bò một nắng thì các bạn chắc ăn nhiều. Nhưng heo một nắng thì chưa chắc các bạn đã được ăn đúng không? Mình các bạn cứ làm cái này xem. Có khách đến bỏ nướng lên nhậu sướng lắm các bạn ạ. Ăn cay cay the the xong rồi chấm với lại cái muối mọi. Quá tuyệt vời, ngon luôn. Thằng cu em nó thích kìa. Wow, khá là nắng các bạn ơi. Nắng quá. Thì món thịt ba rọi nướng một nắng này của mình được 2 tiếng rồi các bạn. 1 tiếng ý, hơn tiếng rồi. Thịt nó săn lại này. Đấy các bạn thấy không? Cái thứ thịt nó săn lại rồi này. Nắng mà. Đấy thấy chưa? 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng, 7 miếng. Quá ngon. 7 miếng rồi. Nè, nó săn lại rồi các bạn này. Nắng quá mà. Đó thấy chưa? Thịt nó bắt đầu săn lại này. Đây phơi đến chiều là mang ra nướng ngon lắm. Đấy cái ớt xanh xanh này. Này thì chắc là tin không ăn được rồi. Săn hết rồi. Đó. Quá nắng quá. Ta sẽ cho thành quả của mày. Tại vì cái thịt ba chỉ nưa một nắng này mình chưa bao giờ làm các bạn ạ. Nhưng mình tin chắc chắn là ngon. Đợt ngày trước thì mình có làm thịt bò. Thịt bò ăn khá là ngon. Còn thịt ba chỉ này không biết là như thế nào đây. Chờ đợi buổi chiều này các bạn nhá. Đây các bạn này. Cái này là sau khi mình phơi được một nắng đây các bạn. Trời hôm nay cũng đã đầu nhá nhem tối rồi. Đó cũng đã nhá nhem tối rồi các bạn nhá. Thì mình mang vào đây.
nó teo này các bạn này, nhưng mà rất là chắc cái thịt này, thơm lắm các bạn nhá. Mùi hành xà, hành rồi là tỏi rồi gia vị cộng với lại xả là thơm lắm các bạn. Cái này bây giờ mình sẽ mang đi nướng hai miếng, còn đâu mình sẽ bỏ vào cái túi bóng này các bạn này, mình sẽ bỏ vào cái túi bóng này, mình cất lúc nào mà có khách chứ các bạn, có khách đến là mình sẽ bỏ lên chiên hoặc là nướng các bạn nhá. Cái thịt một nắng, ba chỉ một nắng này chúng ta có thể là bỏ vào tủ lạnh ngăn đá ấy. Xong rồi đó là chúng ta sẽ để chờ nó giá đông ra và chúng ta có thể là nướng hoặc chiên lên uống rượu uống bia được các bạn. Đấy, cứ như thế này chúng ta cất đi. Và bây giờ mình sẽ mang đi nướng hai thằng này để xem cái hương vị của thịt ba rọi một nắng, thịt ba chỉ một nắng xem như thế nào các bạn nha. Thịt bò một nắng thì ăn là khá là ngon rồi đấy, nhưng mình sẽ làm cái này mình thử xem, còn mấy cái miếng này mình sẽ mang đi cất để lúc nào có bạn bè thì đến ta nhậu nướng lên hoặc là chiên lên ăn các bạn nhá. Còn gia đình mình sẽ thử hai miếng này. Rồi bây giờ mình sẽ đi nướng, mời các bạn đi nướng với mình. Ôi trời ơi, hai thằng này uống bia luôn à. Hai kiếp nhảy Jin với Tin uống bia này, uống bia heo một nắng của bố à hai đứa. À đây các bạn, mình có nướng xong cái heo một nắng này này. Ăn rất là cảm nhận, rất là ngon các bạn nhá. Nó săn là cái thịt nó không có cái độ ngậy của mỡ nhiều đâu. Ăn tuyệt vời lắm. Và đây là bò một nắng này các bạn. Ăn cùng với bò một nắng này. Có trứng muối trứng kín này các bạn. Sân hào hải vị đây. Hôm nay có anh Ngọc với anh Lâm lên chơi, mấy anh em cuối tuần lại làm bài lon đây các bạn. Để mình thưởng thức cái món này mình cho các bạn xem nhá. Cái thành quả một ngày trời của thịt ba chỉ một nắng của mình đã xong rồi đây, rất là ngon luôn này. Ngon. Chồng mình bảo công việc thích quán lại thấy có bên trong. Ngày chủ nhật các bạn ngon lắm. Heo một nắng, bò một nắng. Mời các bạn nhậu cùng anh em mình nhá. Kính chúc các bạn một ngày chủ nhật vui khỏe bên gia đình. Các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Công Huyên, nhớ đăng ký, like, chia sẻ để giúp Cuộc Sống Công Huyên có nhiều động lực làm các bạn nhá. Ngon không anh? Cái heo một nắng này ngon không? Bò ngon hơn heo à? Thôi, tay cho mình hết cái. Bò ngon mà. Nhưng mà heo cũng ngon. Nó khác với heo bình thường đúng không? À, heo này biết chấm cái gì không?